Chuyển sang một nội dung khác. Thưa quý vị, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết từ đầu tháng 9 đến nay thì bệnh viện tiếp nhận 3 trẻ bị ong đốt trong tình trạng nguy kịch. Trong đó đáng thương nhất là trường hợp em bé bị hơn 100 vết ong đốt toàn thân phải hỗ trợ ếch và lọc máu do suy đa tạng. Dù nỗ lực điều trị nhưng sau 2 ngày, bệnh nhi đã tử vong. Tai nạn xảy ra với cháu 10 tuổi ở Hải Dương hôm 18 tháng 9. Trên đường đi học về, cậu bé bị đàn ong vỏ vẽ bu vào đốt với hơn 100 nốt đốt giải rác khắp cơ thể. Bệnh nhi được đưa ngay đến cơ sở y tế và xử trí truyền dịch dùng các thuốc giảm đau, thuốc chống dị ứng. Tuy nhiên, cậu bé mệt và khó thở nhiều được chuyển tới Bệnh viện Nhi Trung ương để tiếp tục điều trị. Các bác sĩ cho biết bé được chuyển đến ở giờ thứ 5 sau khi bị đốt trong tình trạng suy hô hấp, phù phổi cấp, suy tuần hoàn, suy gan, suy thận và rối loạn đông máu tiến triển nhanh chóng. Bệnh nhi được thở máy, lọc máu liên tục và lọc máu hấp phụ độc chất. Tuy nhiên tình trạng suy đa tạng tiếp tục diễn biến xấu, suy tuần hoàn nặng hơn. Các bác sĩ phải thực hiện kỹ thuật ECMO, tim phổi nhân tạo để hỗ trợ các chức năng các cơ quan nhằm duy trì sự sống cho bệnh nhi. Mặc dù đã được điều trị tích cực nhưng sau 2 ngày, tình trạng bệnh nhi không cải thiện, trẻ tử vong trong bệnh cảnh suy đa cơ quan rối loạn đông máu nặng không đáp ứng với biện pháp điều trị. Trước đó, hai trẻ 12 tuổi và 9 tuổi ở Hòa Bình khi đang hái ổi cùng nhau cũng bị ong đốt. Thưa các bác sĩ, tai nạn do ong đốt thường gặp ở trẻ, đặc biệt là các cháu sinh sống tại các vùng nông thôn, vùng dân tộc. Có những loại ong có thể gây tử vong chỉ với 10 vết chích như là ong bò vẽ, ong đất hay còn gọi là ong bắp cầy hay là ong bầu. Và các bác sĩ cũng khuyến cáo thì các gia đình không nên để cây cối mọc rậm rạp xung quanh nhà, phải thường xuyên vệ sinh, phát quang bụi rậm để phòng ngừa ong đến làm tổ khi đi vào rừng vào vườn khi đi dã ngoại thì cần tránh mặc quần áo màu sắc sạc sỡ hoặc là các loại sữa dưỡng thể có mùi ngọt do có thể gây thu hút các loại ong nên cho trẻ đội mũ đi găng tay mặc quần áo dày và kín khi đi ra vườn hoặc khi ở trong rừng để tránh bị côn trùng đốt